Kẻ cái bờ lè tè tè, mày cút về đi. Cụ làm gì mà nóng thế? Cháu sang rủ bác Sò đi họp. Chúng mày thì quan chức gì mà họp với hầy? Thì bọn cháu đi họp hội đồng nát. Anh em chúng mày cũng phải để cho gan rồi dạ dày dạ mỏng nó nghỉ ngơi chứ. Ngày nào cũng uống bố nó chịu được à? Cái môn thể thao này là phải duy trì cụ ạ. À. Nghỉ là phong độ nó đi xuống ngay. Chú đi rủ ai mà duy trì? Đừng có sang rủ dê thằng Sò nhà tôi nữa. Chú mà còn sang đây lần nữa là tôi bảo bố mẹ chú đây. Đi một tí thôi mà. Tí cái mí. Hay ho gì đâu mà suốt ngày la cả tụ tập quán xã. Mình bỏ cái tay ra, tôi ra ngoài kia một tí xem nào. Tí với tủm cái gì? Ngày nào cũng đi không chán à? Cái này nó thuộc vào sở thích đam mê. Không đi thì nhớ, lòng mề chẳng yên. Sao chẳng đam mê kiếm tiền mà hám nhậu nhẹt cho phiền cái thân? Ở cái làng này bao nhiêu quán xa quán gần, anh ngồi mòn đũa rồi nợ nần tứ tung. Sống trên đời này ai chẳng nợ. Nào là nợ nghĩa nợ tình, nợ duyên nợ phận, nợ mình đứa con. Anh cứ đi bú cho lắm rượu lắm bia vào thì lấy đâu ra con với cái. Hôm nào về cũng bét tờ là nhà. Quan tờ là vằn thì làm ăn cái gì. Thôi, mình cho tôi đi nốt hôm nay. Không có tí vitamin cay cay là tôi tụt huyết áp đấy. Tôi thì lại kéo nó lên, nhá mấy quả ớt vào nó khắc cay. Lúc nào cũng leo lẻo cái mồm, nốt hôm nay, nốt hôm nay. Anh vào trong nhà đi. Hôm nay anh mà đi là em bỏ về ngoại đây. Hôm nay mày mà bước ra khỏi cổng là tao từ cái mặt mày. Không mẹ con gì hết. Sao hai người cứ gây khó dễ thế nhỉ? Cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Uống lắm vào hỏng hết lòng rồi. Vào trong nhà buông màn đắp chiếu mà dấp mắt đi. Hôm nay không có chú Sò, cứ thấy thiếu thiếu thế nào. Vợ canh, mẹ canh, có mà đi vào mắt. Cái thằng kém thật, đàn ông đàn nang, chột cụ trong gia đình, lại phải sợ mấy cái mớ đàn bà, kém. Vợ bác tìm bác kìa, đâu? Đâu? Bác thì cũng kém gì bác Sò đâu mà to mồm. Chú đùa vớ đùa vậy. Tôi là tôi nể tí thôi, chứ sợ thì sợ cái gì. Bác nhìn xem cái đũa nó ướt chưa. Vẫn khô cong. Người ta vẫn bảo chè tứ, bia tam. Hôm nay thiếu vắng một nhân tài, kẻ cũng buồn. Kẻ cũng buồn thật. Hôm nay thiếu vắng bóng Sò, cồn cào lòng dạ như bò thiếu rơm. Chú chịu khó mang vào cho nó cốc cho đỡ phải tội. Ok bác ơi, để em ship vào luôn. Đợi em tí nhé. Anh ngứa chân hay sao mà cứ đi đi lại lại thế? À, tập thể dục mà. Đang mỏi cổ ngó bên này ngó bên kia cho nên
giãn cơ. Chắc lại nhạt mồm nhạt miệng nên là buồn bực trên tay chứ gì. Chỉ được cái nói đúng thôi. Anh mà lò mò ra quán xã là cứ liệu hồn đấy. Biết bác nhạt mồm, em ship cho bác ít nước giải khát có cồn, có cả lạc đưa cây nhé. Này, chú tốt với anh quá. Anh Sò, ơi, anh thèm khát đến thế cơ à? Tại bác đây nhá, bia đến mồm rồi còn rơi. Thôi, em đi đây. Tôi mắc nợ gì mình mà mình cứ ám tôi thế hả? Nợ đời. Đi vào. Sao mà run bần bật thế con? Con ốm rồi, người khó chịu lắm, mồm miệng cứ đắng ngắt. Kiểu này kéo lại về với các cụ đến nơi. Để em gọi xe đưa anh đi khám xét xem thế nào nhá. Khám xét làm gì cho tốn tiền. Lỡ mai này tôi có ra đi, rằm ba Tết lẻ, cúng cái gì ngon ngon. Bia thì nhớ là phải 7-8 lon. Ôi giời ơi, khổ thân là con dài thế quá. Mày vào trong kia, mẹ chữa cho, nhanh lên. Tỉnh táo hẳn. Đấy, cứ chuyển ngay vitamin bia vào chứ làm sao phải khám xét gì. Anh ơi, ham hố vừa thôi, đến lúc bệnh tật lại ngồi trong quan. Đọc hắn này.